Ngày 12 tháng 9, Sở Công Thương phối hợp với Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương tổ chức hội thảo tuyên truyền phổ biến về phòng vệ thương mại. Phòng vệ thương mại được xem là công cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các ngành sản xuất nội địa trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng. Tham dự hội thảo, các đại biểu đã được truyền đạt nhiều nội dung quan trọng như cơ chế hoạt động của phòng vệ thương mại, tác động của các biện pháp phòng vệ thương mại, các vụ việc phòng vệ thương mại do Việt Nam tiến hành điều tra và hướng dẫn về các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Đây là những kiến thức cần thiết giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay.